Giới thiệu cho các bạn con Rakuten. Cái này là khung sừng nhôm, 3 số cho 3 tốc độ. Và cục pin, nó đang sử dụng cục pin dòng Lion 8.9, là dung lượng cao nhất của dòng này. Bao tải zin của Rakuten. Bộ hộp số 3 số cho 3 tốc độ. Ki đồng ôm tăng. Bao tải bên đây và cái chuông. Dàn khiển này hồi mình sẽ test sau video. Rổ inox zin. Nó sử dụng cái đèn 3 led sáng cực kỳ vào ban đêm. Con này đi cái vỏ gì đây? Vỏ ruột zin của Rakuten. Và nền thép không rỉ của Rakuten. Kia bằng chữ B. Thông số là 27138. Mình sẽ phân tích cái phần tại sao cái này thì gọi là kích câm để đo km đoạn đường đi. Nhưng đây, đo km và đoạn đường đi. Khi các bạn chạy tốc độ bao nhiêu, nó sẽ hiển thị phần đây. Nó giống như là cái bộ đếm của các bạn vậy đó, giống như xe Honda bộ đếm, nó dạng như vậy đó. Dân mua bán thì người ta gọi là kích câm, cho các bạn dễ hình dung. Càng thắng nhôm. Về zin của Yamaha. Tem zin của con này còn nguyên si. Và ổ khóa cổ zin của Yamaha. Nó sử dụng như thế nào? Khi các bạn khóa bánh sau ha. Nhấn khóa bánh sau thì dàn cổ nó tự động nó sẽ khóa lại hết. Khóa cổ chiếc xe lại. Khi các bạn mở, ở trên nó sẽ mở. Chức năng gỗ khóa cổ nó là như vậy. Dàn tem zin của nó còn nguyên si hết. Cúc yên nhôm. Các bạn có thể tăng chỉnh chiều cao được. Và cái yên zin của con Yamaha đây. Ba gai nóc. Mắc 18kg. Về zin của Rakuten. Cái hiệu bằng chữ B đó. Để coi cái niền sau, nó cũng là cái niền zin của Rakuten. Các bạn, cái niền nó còn rất sáng. Đây, cái hiệu bằng chữ B. Vỏ ruột zin. Nó sử dụng cái đùm 3 số Shimano. Ba tốc độ là do ảnh. Và bộ thắng bi Rakuten. Mình sẽ qua bên đây. Phần cặt te, đa phần giống như mình nói, nó hay bể chỗ này. Nhưng con này cũng chưa bể, không bể, không đắp giá. Rất là hên điều đó. Trong đây là sẽ bộ tăng sên tự động. Nó dùng một cái lực của cái lò xo. Khi tên sên lỏng dùng, tự động nó căng cứng hết. Các bạn thấy sợi sên lúc nào cũng căng cứng hết. Không có trùng được nó. Giò nhôm vô bàn đập zin. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu phần pin và sạc. Muốn lấy cục pin, các bạn nhấn vô đây. Kéo. Khóa thì nó mới cho các bạn lấy chìa. Lấy cục pin. Thì con này nó đi dòng pin Lion. Lưu ý phần pin Lion là các bạn được rồi. Rồi cái tên Lion 8.9. Và một đế sạc zin. Điện 110. Mình nói thiệt chứ không biết mình nói bằng cái
gì nữa, nhưng mà video mình quay không bao giờ mình thiếu cái câu điện nhớ sạc điện 110. Vậy mà nay mai mới hôm qua hôm kia gì vẫn bị bán vốn, đem gắm ghim 220 bán vốn mình. Tại sao không báo cho họ, tại sao không báo cho họ điện xe này là điện 110 để họ ghim 220, họ cự mình, mình cũng không biết nói sao. Bắt buộc phải xin lỗi mà thôi, gửi sạc cho tôi kiểm tra, tôi hỗ trợ thôi nha, không bắt đền mình được đâu. Tại sao anh không dặn tôi? Video mua bán mình cũng đã dặn rất rõ ràng, cuối cùng vẫn ghim 220. Đó là phần chiếc xe. Đa phần những dòng này nó sẽ là khung nhôm hết. Mình sẽ test cái phần cơ và phần trợ lực của nó. Mình sẽ cắt cục sạc ở đây. 3 số cho 3 tốc độ là như thế nào? Khi các bạn mở công tắc là xe nó đã đẩy trợ lực rồi đó, nhưng mình tắt hết, xe nó hoàn toàn trở về một chiếc xe đạp bình thường, vẫn đạp bình thường được hết. Các bạn thấy mình đạp đây, không khác một chiếc xe đạp đâu. Nhiều anh chị em hỏi, ủa xe trợ lực có đạp được hay không? Đâu khác chiếc xe đạp đâu. Chẳng những không khác chiếc xe đạp mà ưu điểm của nó còn nhẹ hơn cả một chiếc xe đạp. Lý do có phần 1, 2, 3. Mình đang đi số 2 ha, trở về số 1. Các bạn thấy cái chân của mình nè, nó đều đạp lia lịa, đạp không có cảm giác luôn. Đạp rất nhẹ, cực kỳ nhẹ. Muốn nặng, tăng số 2. Chân nặng hơn rồi đó. Muốn nặng nữa, tăng số 3. Số 3 để làm gì? Những lúc đi đường trường thôi. Chân mình nặng chân này. Để những lúc đi đường trường, đường vắng thì mình nên sử dụng đó. Còn bình thường đi trong thành phố thì mình đi trên số 2 để thấy vừa chân. Tập thể dục cũng vậy, thấy vừa chân nhất. Đó là phần cơ, không có điện đóm gì hết. Rồi, mở trợ lực. Màn hình này nó sẽ báo, nút này nút mở nguồn. Nó sẽ báo phần trăm pin. Cục pin này còn 90%. Km sẽ đi được, cấp tốc độ các bạn đạp bao nhiêu nó sẽ hiển thị đó. Đèn phía trước. Và tốc độ đẩy. Thấp nhất, trung bình và mạnh nhất. Mình sẽ sử dụng mạnh nhất để cho các bạn hình dung được cái tốc độ đẩy của trợ lực là gì. 1, 2, 3 nhấn. Nào, với một cú nhấn của mình thì chiếc xe tự động nó sẽ đẩy đi ha. Để các bạn dễ hình dung, các bạn nhìn một chiếc xe đạp các bạn đã từng sử dụng, một cú đạp nửa vòng như cái vậy thì chiếc xe nó có thể đi được hay không. Điều đó là chiếc xe đạp thường không thể làm được. Và mình sẽ thử cái đoạn đường trước mặt mình với một cú nhấn thôi, nó đi cỡ nhiều. 1, 2, 3. Mình chỉ nhấn xuống một cái, không đạp tiếp cái nào hết. Các bạn thấy một cú nhấn của mình, không đạp tiếp cái nào khác nha. Nó đi được đến cuối con đường. Và nó còn dư chớn để nó đi. Thì các bạn thử nhìn cái đoạn đường mình đã nhấn nó một cái thôi, nó đạp, nó đẩy đi. Thì ít nhất, mình đoán ít nhất phải là 50m từ đây ra đó. Các bạn thấy không? Trợ lực là như vậy. Khi dừng đèn xanh đèn đỏ, khi lên dốc, khi chở nặng, trợ lực là sướng nhất. Nhấn nhẹ xuống. Các bạn nhìn cái chân của mình nó không dùng lực dùng sức như nha. 1, 2, 3 nhấn nhẹ xuống cái là tự động xe đã đi rồi. Rồi có chớn, bắt chớn rồi, đạp. Khi xe có chớn rồi thì nó đẩy giống như mình không đạp vậy, rất nhẹ nhàng. Kê chân lên là tự động xe nó đã đẩy về phía trước. Số 9, số 8, số 7. Đó là km/h đó.
và khi xe dừng hẳn thì nó sẽ là số 1, số 0. Nhấn xe nó lao đi 7 km/h, 6, 5, 4, 3, 7, 9. Đó, đó là km/h. Chiếc xe này rút lại vấn đề là zin toàn tập, sử dụng dòng pin Lion 8.9, sạc zin 110, điện vô và con này thì mình không thể nào đánh giá tình trạng của nó là khá được hết, con này chỉ trung bình thôi, được một cái là đồ nó liền lạc, chưa đánh giá được khá được do cái đồ nó liên lạc với là phần pin nó cao nhất của dòng này thôi. Rồi các bạn add số điện thoại 0909 7754 45 xem xe và mình sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.